số 5. Số 5 giờ hiện tại anh ơi gần nhanh nha. Dạ có bà con nào có số 5 hả? Dạ, mà con bé ở lại đi, nhiều khi là cái số này người ta không có gì hả? Ủa tao đi về hả? Ở chính đây là số 3 hả? Dạ là số cuối cùng, là con số gắn liền của Hùng Hai luôn. Số 538. Dạ số mừng bà bao nhiêu? Chị chúc mừng bà bác là có số 538. Đâu đó chạy chị gái. Hôm nay mạnh quá, trời đem cái dòng luôn. Anh đem dòng cho chị luôn. Chúc mừng chị gái nha, trời ơi, bởi một bên là chiếc lắc, một bên là giờ có dòng may mắn nữa. Thôi đưa cái chiếc kia cho em đi. Cảm ơn giờ có cái dòng này rồi. Ủa sao tay em đi rồi, cam. Dạ, chúc mừng chị nha. Dạ, rồi, cảm ơn chị nha. Dạ, Thu Dương xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý bà con cô bác đã xem cái nhà của hội quán ngôi sao Việt Dương. Kính chúc tất cả quý bà cô chú chị mình thật là nhiều sức khỏe. Dạ, hẹn gặp lại quý bà cô chú chị vào những đêm giao lưu vào chủ nhật thứ hai tuần này và sang năm là bắt đầu từ 14, 15, 16, 17 và 18 sẽ trở lại đêm nhạc. Dạ, bà cô bác về cẩn thận nha. Cảm ơn Huy Chi Tiết. Dạ, Chi Tiết em ơi. Cảm ơn Trung Trung Trẻ. Dạ, Nha Hoa Na và Cổ Quân Hồng Tâm rất là nhiều đã đồng hành tài trợ cho cái nhà của hội quán Sao Bây Dường. Cảm ơn Thái Đồng Đức Interbay. Dạ, chúc bà cô bác thêm nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dạ. Qua đây nè, cầm máy giùm. Hôm nay hai hát hay quá. Hay quá này. Hay quá. Chúng ta chia sẻ nha mấy đứa ơi. Anh đi nha mấy đứa ơi. Hát hay quá anh hai ơi. Hay quá. Năm mới bắt tài. Giờ hiện tại anh xe của anh hai vô lưng ra về cả nhà. Rồi, hiện tại bà con cô bác cũng về luôn. Đêm nhạc cái là kết thúc.
bác ra về cả nhà. Không đợi luôn, hay đi. Cảm ơn cô chú đã dành thời gian ở nha. Hẹn mình đi tiếp theo.